Nếu anh em nào có nhu cầu muốn ích, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Như các video trước, SLV thay đổi cơ chính trường và nhận định sơ qua rằng meta mới là dành cho vị tướng đầu game, và meta mới này là meta của bùa tà thần. Đội nào ăn được, đội đó có lợi thế và thể lật kèo tốt. Vậy thì hôm nay, S sẽ nêu ra các vị tướng mạnh tại đầu game đéo đánh tốt cho anh em tại mùa mới. S không nói dài dòng thêm mà đi ngay vào cách chơi cho anh em hiểu được meta mới này thì nên chơi các vị tướng này như thế nào. Thứ nhất, Nakroth. Mặc dù giảm sức mạnh nhưng với chất tướng của Nakroth thì sức ảnh hưởng của Nakroth tại đầu game là không cần phải bàn. Hãy luôn chú ý đến bản đồ, xem đối phương đang ở đâu để có thể đẩy lè một cách dễ dàng, hiệu quả, đồng thời tạo áp lực cho team địch. Là tướng sát thủ nên lượng máu của Nakroth khá thấp và do đó khá nguy hiểm khi bị các kỹ năng hiệu ứng khống chế. Vậy nên hãy luôn cẩn trọng cho pha đâm sâu vào giao tranh giữa đội hình team địch, kẻo bạn sẽ nhanh chóng bị bốc hơi. Khả năng dọn dẹp chiến trường của Nakroth cực kỳ bá đạo, không hề thua kém bất kỳ vị tướng nào trong liên quân. Tuy nhiên, để có thể vét được nhiều mạng nhất, bạn cần phải có một lựa chọn tinh tế ra vào giao tranh một cách hợp lý. Và đừng bao giờ là kẻ đầu tiên lao vào mở giao tranh nhé. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút để đồng đội mở giao tranh và đối phương vừa sử dụng xong các hiệu ứng khống chế. Khi đó, hãy lao vào và làm nốt phần việc còn lại của bạn. Khi late game với full bộ trang bị đầy đủ, sức mạnh của Nakroth bây giờ khá đáng kể. Vậy nên, hãy chú ý nhắm mục tiêu để các sát thương chủ lực tiên địch như là xạ thủ hay là pháp sư để có thể nhanh chóng tiếp cận và hạ sát chúng. Ngoài ra, khả năng bắt lẻ mục tiêu của Nakroth gần như là vô đối. Vậy nên, đừng bao giờ đặt bản thân vào tình thế phải đối đầu với nhiều người nhé. Hãy cố gắng tận dụng lợi thế solo của Nakroth, vị trí đi rừng, phép bổ trợ chứng trị nướng mắc chưa một và cài phần trăm máu thấp nhất. Thứ hai, Tulen. Cũng giống như Nakroth thì Tulen bị giảm sức mạnh ở phiên bản mới, nhưng lại tăng sức mạnh ở cuối game. Nhưng S thấy rằng đầu game nó vẫn rất là kinh dị. Đấu trường danh vọng cũng cho thấy rằng Tulen đang là vị tướng pháp sư hiệu quả. S chơi bản mới bên Đài Loan cũng hơn một tuần rồi và nhận định được rằng ngoài Dashi quá bá ra thì Tulen vẫn là con bài cực kỳ mạnh, hầu như trận nào đều góp mặt. Một mẹo nhỏ cho anh em là đầu game nếu phân tích được team địch có nhiều con tướng chuyên phá mid như là Theonat, Joker, Bioma, Dicter thì tốt nhất là nâng chiều một trước một điểm, dù farm chậm hơn nhưng anh em sẽ được an toàn. Còn nếu tự tin được farm và với kỹ năng của bản thân mình cùng sự bảo kê từ đồng đội, bạn hãy nâng chiều 2 sau đó nâng mắc chiều 1 nhé. Khi lên đến cấp độ 4 thì Tulen sẽ có thêm khả năng tia từ đối phương từ khoảng cách xa hoặc là solo kill thắng đối thủ khi kỹ năng trúng mục tiêu. Hãy di chuyển chiếc bụi rồng bằng chiều 1 để giúp cho rừng. Nhớ rằng đừng sử dụng chiều 2 lôi động lung tung mà nên để dành thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương khi chiếc bụi. Vì Tulen là chiếc tướng di chuyển tốt nên các bạn phải liên tục di chuyển theo hướng ngược lại của đường rừng đối phương để gánh giúp đồng đội. Đường đơn sau đó ép trụ tạo lợi thế trong mid game và late game. Cách chơi Tulen ở cuối game. Ở phiên bản mới, Tulen bị giảm chút sức mạnh đầu game và late game thì chẳng khác nào con quái vật được tăng sức mạnh. Khi nói về late game thì Tulen là một trong vị tướng pháp sư khủng. Vì lượng sát thương của Tulen đã có, khi kích hoạt được nội tại thì đối phương vừa chạy lại phải ăn ngay combo của Tulen và lên bảng điểm số. Nội tại của Tulen tồn tại khá lâu, vì thế nếu gặp một người chơi Tulen tốt, biết tận dụng nội tại tốt thì đối phương rất khó để đẩy trụ hay là thắng giao tranh. Về cuối game, nếu có thể đừng quên xin đội còn bùa xanh để hồi phục năng lượng và giảm thời gian đầu chiêu nhé. Ngoài ra còn cách khác chính là trực tiếp cướp rừng đối thủ. Trong giao tranh, Tulen nên kiếm mục tiêu như là quái, lính để kích hoạt nội tại trước khi vào giao tranh. Lao bừa sẽ rất khó tạo ra lượng sát thương khủng và kích hoạt nội tại nếu mà tung chiêu xịt. Vai trò của Tulen trước giao tranh rất lớn vì Tulen có thời gian hồi chiêu nhanh nên cấu rỉa rất tốt, hoặc là Tulen có thể làm chim mồi rất mạnh vì có khả năng rất cơ động từ chiêu 2 và kèm theo tốc biến. Tulen cũng giống như Murad, khi thấy quái nhỏ thì đây chính là một con mồi ngon kích hoạt nội tại và dẫn đến chiến thắng dễ dàng hơn. Hãy trở thành một người đánh Tulen đẳng cấp, đủ khả năng để tạo tốc biến áp sát chủ lực tiên địch mà vẫn có thể tháo chạy vị trí đường mid, bổ trợ tốc biến nâng mắc chiêu 1 và cài phần trăm máu thấp nhất. Thứ ba, Arum. Arum là con bài phá bùa đầu game khó chịu bậc nhất liên quân. Khi gặp con bài này tốt nhất anh em nên bỏ bùa, kêu gọi đồng đội đi cướp ngược lại. Còn không bỏ bùa thì cũng được, không sao cả. Trước đầu game, dù có tranh chấp với con bùa, máu bạn cũng chẳng còn bao nhiêu để farm như con bùa khác. Cho tranh, Arum là mồi nhử tốt nhất cho đối phương nhắm vào, nhưng thật sai lầm cho những vị tướng như Nakroth hay là Murad muốn bắt Arum. Vừa lao vào sẽ bị chụp ngay lập tức và kịp thoát về đã bị bốc hơi. Nếu team bạn đang thua kèo thì hãy núp bụi thật nhiều để bắt lẻ, cướp rồng, cướp tà thần giúp team lật kèo. Tất nhiên là khi giao tranh không nên tanh quá lâu vì bạn có thể bị bốc hơi bất kỳ khi nào. Thứ nhất, có thể sử dụng để mà bắt vào chủ lực đối thủ. Thứ hai là ở cạnh chủ lực đội nhà để mà có thể bảo kê.
kích hoạt đủ 3 lần thú kích, sau đó sử dụng thú sổng làm chậm khống chế đối phương. Cuối cùng là tốc biến kèm chữ cuối để kết thúc đối thủ máu giấy, dành cho việc áp sát chủ lực đối phương. Còn ở trong hoàn tranh thì nên để 3 con thủ bên cạnh bạn, đó là cách an toàn và hiệu quả nhất. Vị trí trợ thủ bổ trợ thúc biến, nếu mã chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Thứ tư, Ryoma. Á chà chà, thời đại của Ryoma đến rồi anh em ơi. Hội tụ đầy đủ các yếu tố kết hợp với meta mới, vừa mạnh đầu game, vừa lượng sát thương tốt, lại không cần năng lượng, vừa hồi phục bá đạo. Ryoma là một trong vị tướng cướp bùa cướp rồng từ xa siêu hay. Vì thế, bạn nên lựa chọn những vị trí nấp thật cẩn thận. Khi đạt cấp độ 4 là lúc Ryoma có thể đi ganh, nhờ lượng sát thương gây ra của Ryoma đầu game rất khỏe. Còn có thể choáng từ xa, cách chơi Ryoma ở đầu và cuối game. Khi về giai đoạn này thì Ryoma đã có lượng chính xác ổn định và thời gian hồi chiêu cực mạnh. Vậy nên, với khả năng bá đạo của mình, Ryoma nên gank liên tục. Ryoma bắt gank mục tiêu rất tốt. Vậy nên, cần phải có một số người đồng đội có khả năng phối hợp với phong cách đánh cấu rỉa, vừa đánh vừa lao thẳng với đối phương được. Một combo của Ryoma có thể tiến đối phương lên bảng điểm số và Ryoma hoàn toàn không mất giọt máu nào. Vì chiêu cuối của hắn ta có khả năng hồi máu lại rất tốt. Cho tranh Ryoma không vai trò là tanker mà là sát thương chính của đội, vậy nên cần phải di chuyển cẩn thận và nên nhắm tới các mục tiêu là xạ thủ và pháp sư tiên địch. Kiểm soát rừng đối phương và ăn các mục tiêu lớn là tà thần hay là rồng thì có cơ hội để kết thúc sớm game tại thời điểm đó. Vị trí đi rừng hoặc solo, phép bổ trợ chính trị hoặc tốc biến, nâng mắt chiêu 2, cài mắt thứ nhất hoặc phần trăm nhất khi chính trị. Thứ 5, Hayate. Chắc anh em đang tự hỏi tại sao ông trải game lại để cho con Hayate vào top các vị tướng mạnh đầu game nhỉ? Chỉ là một con xạ thủ thôi mà. Xạ thủ thì ngoài Joker mạnh đầu game ra thì chả con bài nào ổn quá mạnh tại đầu game cả. Nhưng theo em nghĩ rằng mạnh ở đây có thể là chơi ổn và solo một mình tốt đầu game. Lý do là vì Hayate là vị tướng rất khó bị hạ gục nhờ độ cơ động cao. Khi không bị hạ gục cộng thêm khả năng giữ vị trí ổn thì Hayate sẽ được farm nhiều hơn và late game trở thành một con quái vật thực sự. Ngoài ra có khả năng gây lượng sát thương chuẩn cực thốn lên cả trụ. Lượng sát thương thẳng tiến vượt trội giúp cho Hayate khả năng cân team gánh đội hiệu quả thật là sớm. Với lượng sát thương chuẩn mạnh thì việc giúp đồng đội ăn trụ sớm hay là ăn dòng đầu game không hề khó khăn. Chỉ cần tích đủ nội tại sau đó là bồi thêm chiêu 1 thì lượng sát thương chuẩn đó giúp đồng đội ăn mục tiêu nhanh và hiệu quả siêu cao. Hayate có cho mình một lượng sát thương vô cùng kinh khủng, đặc biệt là khi có trang bị cần thiết và đạt 150% tốc độ đánh. Tuy nhiên, chỉ số phòng thủ của Hayate lại là phần thua kém so với một số vị tướng xạ thủ khác. Chính vì thế nên các bạn cần rất nhiều kỹ năng để thuần thục anh chàng này. Nếu không chơi tốt thì khả năng Hayate dễ dàng phải chấp mặt cho các Van Heen, John hay theo nát. Có hai cách chơi chính là đi rừng thì cần một người trợ thủ tốt chứ không là chấp mặt ngay, hoặc là Hayate đi xạ thủ đường rừng slow đường đơn sẽ phát huy tối đa hiệu quả từ bộ ý thức. Hayate rất khỏe về cuối game, vậy nên giai đoạn đầu bạn nên chơi chắc chắn, cố gắng farm đủ các trang bị để sớm đạt 150 tốc đánh. Khi đó Hayate sẽ khiến đối phương phải khiếp sợ bởi lượng sát thương chuẩn của mình có thể gây ra. Vị trí xạ thủ đường rồng, phép bổ trợ thúc biến, nâng mắt chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Trên đây là 5 cái tên nổi bật với lượt đánh đầu game. Ngoài các cái tên này ra, anh em có thể áp dụng nhiều con bài khó chịu khác ở đầu game như là Krennic, Malok, Oma, Joker và một số team đánh mạnh đầu game. Anh em nên kèm theo các con bài dự phòng về đất game, tránh tình trạng không lăn cầu tuyết được lại bị bể kèo nhé. Ngoài các cái tên này ra và các cái tên được S liệt kê ra, thì theo các bạn, vị tướng nào đánh mạnh đầu game khác, comment ngay dưới video để cùng trao đổi với S nào. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Và nếu thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và gặp lại trong các video lần sau. You have defeated an enemy! An ally has been defeated! Double kill! Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký.
Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.